6 thời điểm mà người đàn ông dễ ngoại tình. Thưa quý khán thính giả, thưa tất cả mọi người, thật ra đàn ông hay phụ nữ cũng thế thôi, không ai tốt mà cũng không ai xấu. Bất đắc dĩ thì chúng ta có lẽ cũng phạm vào cái lỗi ngoại tình trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác. Rất nhiều người tin rằng là cả đời của mình chắc không bao giờ phạm lỗi, nhưng rồi một lần nào đó ma đưa lối quỷ dẫn đường trong một lần giao lưu, một lần công tác, một bữa rượu nhậu say vân vân. Chúng ta có thể làm tổn thương đến người bạn đời của mình. Khẳng định rằng là bất cứ lúc nào, nếu có điều kiện là chúng ta cũng có thể trở thành người phạm tội ngoại tình. Tuy nhiên, trong cuộc đời có 6 cái thời điểm mà đàn ông rất dễ ngoại tình. Thì tôi cũng muốn liệt kê, muốn nhắc ra đây để đặc biệt là chị em phụ nữ biết, để chúng ta nâng cao tinh thần cảnh giác trong những thời điểm nhạy cảm ấy. Mình đôi khi chống, đúng không ạ? Thời điểm thứ nhất đó là thời điểm người vợ mang thai và sinh con và nuôi con còn nhỏ. Rất nhiều trường hợp đã nói rồi. Vì lý do mà yếu sức khỏe, thành ra khi người vợ mang thai là bác sĩ khuyên rằng nhịn luôn, vợ chồng không được quan hệ, ngộ nhỡ quan hệ tình dục dễ dẫn tới dọa sẩy thai. Có những người thì bác sĩ không nói thế, nhưng do quan niệm, do nhìn nhận nghĩ rằng là người vợ đã mang thai rồi, tốt nhất là không nên làm chuyện đó nữa, giữ gìn cho con. Nhiều người còn nghĩ rằng là ôi rồi trong bụng vợ mình có thằng cu con hay là con bé con gì đó, mình mà làm cái chuyện đó ấy, là ảnh hưởng tới cho con. Thậm chí có người có quan niệm rằng là con chốc đầu là do cái hồi mà con ở trong bụng mẹ ấy, là bố làm cái chuyện kia, khiến cho là nó dây ra đầu con rồi nó viêm nhiễm đầu, cho nên là sinh ra là con bị chốc đầu. Thật ra mình nên có kiến thức hiểu biết về khoa học một chút. Bác sĩ người ta cũng nói, cũng khuyên rằng là trong thời gian người phụ nữ mang thai vẫn có thể duy trì quan hệ tình dục được. Đặc biệt thì chúng ta có thể hạn chế hoặc là cấm hẳn khi đến tháng thứ 7, tháng thứ 8. Khi mà con đã chuẩn bị chuyển cái ngôi thai đấy, để chuẩn bị là đi ra ngoài đấy, sinh đẻ đấy. Hoặc là thời gian đó thì cả nước ối lẫn đứa bé nó đều lớn, người phụ nữ nó cành càng, cho nên là thôi hạn chế không quan hệ nữa. Chứ còn cái 4 tháng đầu ấy mà, thai nó với bé bằng hạt đào, nó lớn một chút nữa bằng cái quả trứng vịt lộn đấy, ăn thua gì đâu. Cho nên là chúng ta có kiến thức hiểu biết vẫn có thể duy trì quan hệ tình dục được, nhưng chọn tư thế sao cho không có gọi là đè nặng lên bụng người vợ. Đặc biệt là cũng không nên làm những động tác nó mạnh quá. Khi mà người đàn ông quan hệ với vợ mà làm những động tác quá mạnh hoặc kích thích người vợ quá mạnh ấy, thì cái dạ người ta đạt được khoái cảm, mà khi đạt khoái cảm thì dạ con hay có cái phản xạ là co bóp, mà co bóp thế này rất dễ là tống cái thai ra ngoài, thì nó dễ sẩy thai thôi. Thế còn thì lưu tâm, đừng để nhịn đói quá lâu. Tôi nói rằng một trong những nguyên nhân ở ngoại tình ở đàn ông là đói ăn vụng thì túng làm liều. Vợ mang thai 9 tháng xong lại đẻ con thì lại yếu lại nhỏ nữa, lại cấm thêm cho 5-6 tháng nữa, thì có khi hơn 1 năm. Chắc là ông chồng lại đang 25, 27, 30 tuổi, đang ở đỉnh cao của cái khát khao tình dục, mà bảo nhịn như thế thì chắc là khó lắm. Cho nên là cũng dễ ăn vụng. Đấy, thời điểm đầu tiên đó là vợ mang thai chưa đẻ. Cái thời điểm thứ hai và đàn ông cũng dễ mắc lỗi đó là vợ đi công tác quá lâu hay là xa nhà quá lâu. Chúng ta tính rồi, ở với những cái người có sức khỏe bình thường, ở tuổi 30, 35, một tuần 4-5 lần vợ chồng giao lưu giao ban. Tuổi ngoài 40 một tuần 3 lần, trên 50 tuần 3-4 lần, 2-3 lần tùy người. Thế tự nhiên mà chồng đi công tác 15 ngày, vợ đi công tác 15 ngày thôi còn nhịn được. Đi massage tẩm quất rồi bí quá thì vừa tắm vừa tự xử. Nhưng mà vợ đi 6 tháng, đi 1 năm, thậm chí có trường hợp là đi lao động ở xa 4-5 năm mà bảo rằng người chồng ngồi đấy mà giữ gìn thủy chung son sắt ấy, rồi một lòng một dạ hướng về vợ, thì tôi nghĩ rằng khó lắm. Đừng mong đợi ở người đàn ông cái sự mà nó quá mức như thế. Nó là nhu cầu mà, cho nên là người ta cũng dễ là đi tìm những cái để thỏa mãn. Kêu gọi là nghiến răng chịu đựng, chấp nhận hy sinh. Vợ đã đi công tác xa cũng là một thiệt thòi rồi, ở nhà chịu khó trông con nuôi con để cho vợ yên tâm để kiếm tiền. Vâng, về mặt lý thuyết thì rất đúng, Nhưng chúng ta hãy cân nhắc, nếu như vì lý do này lý do khác mà người chồng đi xa, người vợ đi xa, vợ chồng không còn gần nhau, thì có lẽ chúng ta cũng phải mắt nhắm mắt mở thôi. Không nói thẳng nhưng mà cũng phải nghĩ là thôi chắc rồi, thì ông ấy cũng chả giữ được đâu. Chỉ có điều là anh làm gì thì làm. Anh đừng để nó lộ, đừng để ảnh hưởng đến gia đình, đừng để ý muốn nói là ông có làm thì ông khéo khéo đừng để mọi người biết, đừng ai chụp ảnh là post lên trên Facebook để tôi biết, hoặc là ông đừng có lộ liễu, đừng để lại hậu quả nghiêm trọng thôi. Chứ còn chắc là cũng phải tặc lưỡi cho ông có mối quan hệ ngoài. Thì đấy, cái thời điểm thứ hai đó là vợ chồng xa nhau quá lâu. Kể cả người lớn tuổi nhé, ban nãy tôi cũng nói rồi đấy. Các bác trên 50, 60, 70 rất là cần gần gũi bên nhau. Tuy có thể không phải quan hệ tình dục hàng ngày, nhưng mà buổi tối ông bà ở cạnh nhau nó có sự ấm áp. Và chính sự ấm áp ấy rồi nó kích thích khiến do là gọi là nổi cơn hứng lên. Vẫn có thể giao lưu, duy trì cái quan hệ vợ chồng được tuần một lần hay là tuần hai lần tùy người. Một cái thời điểm mà nghe thì nó rất là khó hiểu, nhưng với đàn ông thì không quá khó hiểu. Đó là khi người đàn ông gặp vướng mắc trong công chuyện, trong sự nghiệp làm ăn. Chẳng may gặp cái rủi ro gì đó, bị thua lỗ gì đó. Và các anh ấy thì thường nghĩ đến chuyện đen. Mà đã đen thì phải đi giải đen. Mà giải đen thì đôi khi có cái quan niệm trong dân gian là đi quan hệ với gái, với phụ nữ khác. Đi quan hệ với gái hoặc là với phụ nữ khác thì nó là một cách giải đen để cho nó bớt vận hạn đen đi. Thậm chí khi thất bát hay là vướng mắc hay khó khăn trong làm ăn, anh em cảm thấy nó bức xúc ở trong lòng và đi xả stress đấy ạ. Chính là đi massage tẩm quất, nằm đấy cho người ta xoa, người ta bóp rồi người ta kích thích, thế là nó cũng được thư giãn cái đầu óc. Thế và từ A mà đến Z đấy, gọi là massage tẩm quất từ A đến Z thì nó là một gang tấc. Đầu óc thì đang bấn loạn nên mà được thư giãn, được tắm nước nóng xong rồi để có người rửa mặt cho, lại bóp cái vai rồi trần cái lưng. Mà tôi nghĩ rằng là nó rất dễ nổi cái cơn gọi là khát yêu. Rồi lúc đấy thì chắc là khó mà giữ. Z thì Z chứ cũng làm từ A đến Z luôn. Còn lúc đi có thể là xác định là không, chỉ tẩm quất massage lành mạnh nhé. Nên là cái thời điểm mà đàn ông gặp trắc trở khó khăn ở trong làm ăn cũng là dễ lúc đi ngoại tình. Ngoại tình như là gì ạ? Đánh lạc hướng cái sự chú ý đi. Để gì ạ? Để cho nó vơi bớt nỗi lòng của mình đi. Chị em phụ nữ là những người vợ ở bên cạnh anh ấy trong giai đoạn này. Hãy là người đồng hành, là người chia sẻ với anh ấy cái chuyện mà khó khăn trong làm ăn. Tránh để anh phải chịu đựng một mình, anh lại tìm cách đi xả ở chỗ này, xả ở chỗ khác nhé. Một thứ nữa, một cái giai đoạn nữa hay một cái thời điểm nữa mà đàn ông cũng dễ phạm tội ngoại tình, đó là khi trở nên thành đạt và giàu có. Người ta cũng hay nói vui, nó tất nhiên nó không phải vơ đũa cả nắm, rằng là giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Trước đây nghèo hèn khó khăn, hai vợ chồng có một cái xe máy, chồng đi làm được vài tháng, một tháng được vài triệu, được bao nhiêu về đưa hết cho vợ. Chồng giỏ vợ hôm, díu dít bảo nhau làm ăn, nuôi con tằn tiện, rồi cũng đắp đổi qua ngày. Từ ngày khá giả lên cái bắt đầu nghĩ đến thói hư tật xấu, nghĩ đến là mình giàu mình có thế này, chết cũng có mang đi được đâu, tội gì mà cứ phải một vợ một chồng, mình cũng phải hưởng thụ ở đời một tí. Thế là nảy sinh chuyện cặp bồ, thế là chuyện đi quan hệ ở bên ngoài để nghĩ rằng là mình là một cái người thành đạt, một người danh giá, mình có quyền hưởng thụ thêm ngoài cái chuyện một bà vợ, đúng không? Tất nhiên các anh thì không dại, nó không phải lấy thêm vợ mà là có bồ, có bạn gái ở bên ngoài. Đấy, cái thời điểm tiếp theo đó là giàu có và thành đạt. Đấy, thấy lạ không ạ? Đàn ông khi gặp khó khăn trắc trở trong làm ăn cũng đi ngoại tình. Đàn ông trở nên giàu có tiền cũng ngoại tình. Và một thời điểm nữa, đàn ông cũng dễ ngoại tình, đó là khi người vợ lạnh nhạt trong chuyện quan hệ vợ chồng. Trong đời người phụ nữ có nhiều thời điểm phụ nữ gặp khó khăn lắm ạ. Mang thai, chữa đẻ, ốm đau, nuôi con nhỏ, bị sức ép công việc, bị căng thẳng này khác. Từ công việc hay cơ quan cũng khiến người phụ nữ cảm thấy mệt mỏi, trầm cảm. Khi mệt mỏi, trầm cảm rồi thì chẳng có nghĩ gì đến chuyện yêu nữa. Nếu ông ấy đòi thì cho, mà ông làm gì thì làm, chứ không có hăng hái, không có nhiệt tình, không có chủ động, không có vào cuộc, khiến cho ông ấy cảm thấy vợ mình cứ hững hờ. Và đàn ông thì không gì chán bằng là, các anh bảo không gì chán bằng việc quan hệ với một người mà như là ôm một khúc gỗ, nó cứng đờ ra. Rõ ràng là nếu nó có cái sự tương tác, sự hợp tác thì trên nhún dưới nhảy, bật lên bật xuống, thấy nó nhịp nhàng như vũ điệu kết đôi. Nhưng mà đây là cô ấy thì cứ cứng như khúc gỗ, cô cứ nằm đơ người ra, có khi đầu cô đang nghĩ đến chuyện làm gì đó, còn muốn chồng làm gì thì làm. Đàn ông nói thế chứ cũng nhạy cảm, cũng nhận ra cái sự lạnh nhạt ấy. Anh ấy sẽ đi tìm ở một chỗ khác có sự nồng nàn hơn. Hãy lưu tâm, chúng ta không ai là không có những vấn đề đáng suy nghĩ, nhưng mà khi vợ chồng đã lên giường hay bước vào phòng ngủ, hay gác lại công việc, hay gác lại những lo toan để chúng ta cùng nhau tận hưởng những phút giây mà ngọt ngào ở bên nhau. Tránh trường hợp nằm ở trên giường vẫn nghĩ đến mai soạn giáo án thế nào, ngày mai lên lớp dạy thế nào, có giờ thanh tra có bộ về kiểm tra như thế nào, thanh tra thế nào, rồi chúng ta quên lãng đi, chúng ta cũng đánh mất cái niềm hạnh phúc của mình, cũng như là không mang lại cái niềm vui cho người bạn đời. Nên lưu tâm là lạnh nhạt quá cũng khiến cho đàn ông đi tìm nơi để chút bầu tâm sự. Cái thời điểm nữa mà cũng xin nhắc là đàn ông cũng dễ gọi là ngoại tình đó. Đó chính là khi trong cuộc sống nó có quá nhiều áp lực. Đàn ông hay dùng tình dục để phòng chống stress, mà cứ hay rủ nhau đi xả stress đấy ạ. Buồn quá, đau quá, không có cách nào tốt hơn bằng việc là đi quan hệ. Tắm này, rửa này, rồi massage, rồi ngâm bùn, rồi tắm suối khoáng, rồi vân vân tất cả cái đó, rồi đi nhậu, rồi giao lưu bạn bè, và kết thúc bằng việc là đi quan hệ ở ngoài luồng. Đấy là một quy trình của khá nhiều khi mà cảm thấy cuộc sống nó có nhiều bức bối, nhiều căng thẳng. Đây tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái sự khôn ngoan của tạo hóa. Thôi thì cho đàn ông có quá nhiều áp lực, đàn ông quá nhiều vất vả, nhưng được cái giải cái áp lực, cái giải tỏa cái căng thẳng cũng dễ thôi. Làm một cái thế là nhẹ cả người, là xong, đầu óc nó thành thơi, chút được cái gánh nặng đi. Thôi thì cái quan hệ tình dục ấy nó là một liều thuốc giảm đau, là một liều thuốc an thần, là một cách phòng tránh stress. Và đàn ông thì hay tận dụng những cái yếu tố tích cực ấy của tình dục để mang lại cuộc sống cho mình. Giá làm cái điều đó mà với người bạn đời thì chắc là chả có gì phải nói. Nhưng thường là lại đi tìm ở một đối tượng khác, không phải vợ mình, để mà mình chia sẻ cái chuyện là quan hệ, giải tỏa căng thẳng. Thế thì trên đây tôi chia sẻ là 6 cái thời điểm mà rất là nhạy cảm, đàn ông dễ vướng vào tội ngoại tình. Chị em phụ nữ không ai nên chủ quan, kể cả mình đừng đánh giá thấp người chồng. Ông ấy lùn, ông ấy thấp, ông ấy béo, ông ấy ít tiền thì cũng không có nghĩa là ông là người đảm bảo là không bao giờ ngoại tình. Ngoại tình bây giờ không cần tiền, ngoại tình cấp cao thì có thể cần tiền, chứ còn với một cô bạn gái cùng cảnh ngộ, đôi bên tình cho không biếu không ấy mà. Thế rồi làm xong rồi đi ra mỗi người làm bát bún riêu, thế cũng ấm lòng, cũng nó như là một chuyện sinh hoạt thôi. Nên chị em để lưu tâm đến 6 cái thời điểm như thế để chúng ta biết, để mà chung sống, chia sẻ với người chồng để ngăn ngừa cái chuyện phạm lỗi ngoại tình nhé. Thưa toàn thể chị em thế này ạ, ai cũng vậy thôi. Mình cũng mong muốn rằng là lớn lên lấy chồng, được chồng yêu thương, sau này gia đình nhà chồng kính trọng, quý mến. Mình có những đứa con ngoan ngoãn, sau này các con trưởng thành thành đạt, nó hỗ trợ, nó giúp đỡ mình. Mình với người bạn đời của mình sống đến đầu bạc răng long. Thế thôi, ai cũng thế thôi. Người phụ nữ dù là chủ tịch nước hay là một người nông dân bình thường thì chúng ta cũng đều có cái khát vọng như nhau là có cuộc sống bình an và hạnh phúc. Bên cạnh những cái quy định đối với phụ nữ để mà có cuộc sống bình an hạnh phúc, nào là giỏi việc nước đảm việc nhà này, nào là phải công dung ngôn hạnh này, nào là tự trọng tự tin, rồi tự lập, rồi rất là nhiều những, phải nói là phụ nữ là đối tượng mà được xã hội đưa ra cho quá nhiều những cái chuẩn, những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chí để mà phải phấn đấu. Cho nên thật sự để trở thành một người phụ nữ hoàn hảo cũng mệt lắm, tôi hiểu được như thế. Nhưng mà trong cái quãng đời mà làm tư vấn tâm lý hôn nhân gia đình của tôi mong muốn đóng góp thêm 4 điều mà chị em đừng làm để cho người chồng của mình vừa kính trọng, vừa nể trọng, vừa biết ơn, mà rồi không thể rời bỏ mình được. Đó là 4 điều sau. Điều thứ nhất, chị em đừng bao giờ so sánh chồng mình với chồng người khác. Cái câu này thì nghe quen lắm. Suốt ngày có những chị em là trông chồng người ta mà thèm, chồng người ta vừa đẹp trai vừa kiếm tiền giỏi lại chiều vợ, lại biết nghe vợ, chồng mình thì chỉ thế nọ, chồng mình thì chỉ thế kia. Xin thưa rằng là đến con của chúng ta nó cũng không thích chúng ta so sánh nó với con nhà người khác nữa. Một trong những câu mà trẻ con nó sợ và nó ghét nhất đó là so sánh nó. Trông con người ta mà thèm, con người ta cũng cơm ấy gạo ấy, sao đi học năm nào nó cũng đạt học sinh giỏi, đạt học sinh tiên tiến, con nhà mình thì thế này, con nhà mình thì thế kia. Vì vậy thì hãy nhớ, so sánh không ai thích thú cả, so sánh mình với người khác. Chúng ta cứ đặt tình huống là ông xã nhà mình ấy, mà suốt ngày bảo khiếp trông vợ người ta mà thèm, vợ người ta là vừa đảm đang, vừa giỏi, vừa xinh, lại còn ngoan ngoãn, khéo chiều chồng, khéo chăm con, lại còn kiếm được tiền. Trong khi thì vợ mình thì thế nọ, vợ mình thế kia, thế nào chúng ta cũng có phản ứng, đúng không? Thế thì chúng ta hãy suy bụng ta ra bụng người. Đàn ông cũng vậy, họ không thích mình bị đặt lên cân so sánh với chồng người khác. Đôi khi chúng ta cũng không có cái ý gì sâu xa đâu, nhưng mà đôi khi muốn tâm sự chia sẻ mà trong lúc ngồi ăn cơm lại, anh có nhớ con Hằng ngày xưa học cùng với em, cùng khóa với em không? Ngày xưa nó xấu ơi là xấu, thế mà giờ lấy được anh chồng vừa đại gia, vừa giỏi, vừa đẹp trai, vừa lắm tiền, lại vừa chiều vợ, vừa mua cho vợ, tặng vợ cái ô tô. Ôi, cái chia sẻ của mình mang tính chất vui, nhưng ông chồng ông lại suy ra là đấy, đang so sánh mình với ông chồng của cái cô Hằng nào đó. Thế là rồi đã có những trường hợp là quay ra rằng thì cái Hằng nó tốt số, nó giỏi, nó đảm đang, nó khéo, nó xinh thì nó mới được người chồng như thế. Cô xem lại cô đi, đừng có mà thế nọ, đừng có mà thế kia. Ôi, thế là quay ra ngồi cãi nhau. Cho nên là câu đầu tiên tôi nhắc là chúng ta vô cùng hạn chế nói cái câu trông chồng người ta mà thèm. Đừng so sánh chồng mình với chồng người khác. Mình luôn luôn nghĩ thế này này: thôi gió tầng nào gặp mây tầng ấy, chồng mình thế này thì người ta mới lấy được đến mình. Chứ nếu một ông quá hoàn hảo, vừa đẹp trai, vừa trẻ trung, vừa có tài, vừa có tiền, đã chắc gì người ta để ý đến mình. Cho nên là ngày xưa các cụ lại còn dạy một cái câu mà tôi nghĩ cho đến giờ vẫn thấm thía, đó là: chồng ta áo rách ta thương, chồng người áo gấm sông hương mặc người. Mình cứ yêu chồng mình đã, rồi mình sẽ nhận được tình yêu từ anh ấy nhé. Cho nên là việc đầu tiên, đừng so sánh chồng mình với chồng người khác. Việc thứ hai ấy, đừng hơi một chút là mình ăn vạ, mình đòi bỏ về nhà ngoại. Thật ra mình đã lên xe hoa, đã thôi ngày xưa thì gọi là bố mẹ gả bán, thế nhưng bây giờ thì không gọi là gả bán mà mình đã đi lấy chồng. Mình có vui, có phúc thì cùng hưởng, có họa thì cùng nhau tháo gỡ, cùng nhau chia sẻ. Thế mới là người khôn ngoan. Vợ chồng có cãi nhau, có đánh nhau, có đuổi nhau, ông chồng có điên tiết bảo cô cút khỏi nhà tôi, thì mình cũng còn phải cãi cơ, chứ đừng có nói là chấp nhận. Thứ nhất, anh phải như thế nào, gia đình anh phải sao mới đưa được tôi về đây. Bao nhiêu lần chú anh, bác anh, bố anh, mẹ anh đến dạm ngõ ăn hỏi xin dâu, rồi có lời với lại tổ tiên, có lời với bên nhà tôi, rồi mới đón được tôi về đây. Không có dễ đâu. Bây giờ anh muốn cho tôi đi ra khỏi nhà này không? Làm thủ tục ngược lại đi. Mời các bác, các cụ mà ngày xưa đã từng đi xin dâu, đã từng sang nhà tôi có lời với bố mẹ tôi. Ôi, mình phải cãi lý chứ, tội gì mình phải đi đâu. Nhưng mà có chị em hơn một chút là ăn vạ, bỏ về bên ngoại. Tất nhiên tìm về bên ngoại là chúng ta tìm một sự bình an, một sự che chở. Chúng ta nghĩ rằng về ngoại là yên tâm nhất. Rồi chúng ta hy vọng rằng là chắc là từ giờ đến chiều hoặc là đến mai ông chồng sẽ sang bên ngoại, xin lỗi bố mẹ vợ, sẽ đón vợ về. Đây là kịch bản mà chúng ta nghĩ là như thế. Nhưng nhiều trường hợp nó sẽ không thế ạ. Có những ông chồng nói rằng tôi không đuổi cô có chân đi thì có chân tự về. Cho nên là thích ở bên thì cứ ở, nếu mà thích ở được cả đời thì cho ở luôn. Thậm chí là các anh còn trêu rằng là cho trở về nơi sản xuất. Đấy, thế thì mình đừng có dại mà hơi một tí thì ăn vạ để đòi bỏ nhà ra đi, hay bỏ về nhà ngoại, hay là xách túi vali đi đâu. Đã có những chị em phụ nữ ở thành phố thì không về nhà ngoại vì bố mẹ cũng xa, thì bắt đầu là tức quá thì bỏ nhà ra đi, trốn ở chỗ nọ, trốn ở chỗ kia, chơi ở nhà cô bạn thì chơi được một buổi chứ ai đấy chứa được lâu. Người ta cũng còn chồng còn con người ta, xong bắt đầu lang thang. Thậm chí có người có điều kiện đi thuê nhà nghỉ ở tạm vài ngày, chỉ với một mục đích là hành cho ông chồng, để cho ông biết mặt, ông thấy rằng là nếu ông đụng đến tôi, ông không làm tôi hài lòng hay không vừa ý thì tôi bỏ nhà ra đi cho ông biết mặt. Nói thật sự đàn ông rất cần vợ, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Mình làm mẩy quá thì rồi ông cũng sẽ có có cái bài cùn đấy. Đã thế thì đây cũng chẳng cần, không có cô tôi cũng không chết, không có người nấu cơm tôi ăn cơm ở ngoài. Mà hơn nữa rằng là hoàn cảnh đẩy vào mà các ông ấy cũng nấu được ăn hết đấy mà. Cho nên là đừng bao giờ nghĩ rằng không có mình thì ai đó chết và hơn một chút thì hờn dỗi bỏ đi mang tính chất ăn vạ. Đó là điều thứ hai đừng bao giờ làm. Điều thứ ba nghe thì có vẻ buồn cười nhưng mà thật sự rất đúng, đừng bao giờ quá hạ mình. Mình với chồng mình lấy nhau, người ta gọi là một đôi vợ chồng, có hai cái bằng nhau bình đẳng ghép lại nó mới nên một đôi. Một đôi đũa lệch, một chiếc dài một chiếc ngắn thì nói chung nó khó coi lắm. Thế thì mình và anh ấy là một đôi vợ chồng, ta cũng thế, của vợ công chồng, của chồng công vợ, ai làm cũng được, miễn là mang về cho cái gia đình này. Thôi thì có cơm thì ăn, có việc thì làm. Mặc dù phụ nữ đôi khi cứ nhún mình một cách thái quá, mỗi khi mà ông chồng có cái vẻ tức giận gì là mình quỳ, em xin lỗi, nếu em có sai trái ở đâu thì anh cứ nói để cho em khắc phục, em sửa chữa, chứ anh đừng có giận dỗi như thế, em sợ lắm. Với em thì anh là duy nhất, anh là cả cuộc đời của em, nếu anh mà bỏ em đi thì em sẽ chết. Ôi dồi ôi, sao mình thấy mình tội quá. Không một người đàn ông nào thấy kính trọng một người phụ nữ mà bỏ lê bỏ lết ở dưới đất mà bái phục anh ta như là một đức cứu thế hay là một đấng cứu thế hay là một ông thánh cả. Mình hoàn toàn có thể nói này này, tình cảm vợ chồng nó là sự tự nguyện của đôi bên. Em đã hết lòng vì gia đình, vì anh và vì các con. Em cũng mong muốn anh phải đối xử với em một cách công bằng. Em không dám đòi hỏi là em trao đi 10, em phải nhận là 10. Nhưng anh cũng phải biết điều chứ. Từ ngày lấy anh em được cái gì? Em tàn phai nhan sắc, em vất vả về sức khỏe trong người em thế này. Cho đến bây giờ em có không có được một cái gì riêng cho bản thân mình ấy. Chẳng phải một cái cây vàng hay một cái nhẫn bạc hay một cái lắc vàng gì. Tất cả đều dành cho gia đình, cho bố con. Đích cuối cùng của em chỉ mong muốn là nhận lại là một sự ghi nhận, một sự kính trọng, một sự tôn trọng của anh. Đừng có hơi hở ra một chút là anh rủa em là thế này, hơi một chút là anh đuổi em đi là thế kia. Thật ra chúng ta cần nhau, em cũng cần anh thật. Nhưng mà em cũng không phải là một người gọi là vô tích sự để mà về cái nhà này để mà anh phải nuôi không. Ví dụ như thế, mình phải có tư thế của mình chứ nhá. Cho nên là không ai kính trọng, nể trọng một người mà hạ mình một cách thái quá đâu. Chị em trong mọi trường hợp hãy giữ bình tĩnh, giữ một phong thái, một phong độ rất là đường hoàng. Người đàn ông lại càng nể trọng mình hơn. Và điều cuối cùng, đây là một thói quen mà thường gặp ở rất là nhiều chị em phụ nữ nhưng mà tôi vẫn cứ phải nhắc lại. Chúng ta yêu nhau, chúng ta ăn nằm với nhau, chúng ta sinh ra những đứa con. Những đứa con này là đứa con chung của cả vợ cả chồng. Các con chúng ta đều cần cả bố cả mẹ, nó có họ nội họ ngoại. Nó có nguồn gốc, có tổ tiên. Đừng vì bất cứ một cái sự xích mích hay là hận thù gì nhau mà chúng ta lôi kéo con của chúng ta về phía mình để chống lại bố nó. Đã có những chị em phụ nữ hơi một chút phát hiện thấy chồng mình có nhắn tin hay là gọi điện với cái cô nào đó. Thế là gọi luôn cả mấy đứa con đây. Các con thấy chưa? Ra đây mà nhìn bộ mặt thật của bố mày này. Tưởng là gì nhưng hóa ra là đi bồ đi bịch. Vợ con thì không quan tâm. Lại đi dành thời gian cho cô nọ cô kia. Đây thấy chúng mày thấy chưa? Bố chúng mày đẹp mặt chưa? Ôi dồi ôi, nếu như các con nó quá nhỏ thì nó sẽ nghe theo mẹ. Và nó sẽ tẩy chay bố. Nó sẽ nghĩ rằng bố là người vô trách nhiệm, chỉ đi chăm cô A, cô B, cô C, còn bỏ rơi mẹ con. Chúng ta có sung sướng gì không khi con chúng ta cãi bố nó nhem nhẻm, thậm chí nói lại bố nó rằng là ông không phải là bố tôi, ông không xứng đáng là bố tôi. Thế rồi là ông đi, tôi không yêu bố. Thậm chí con đứa trẻ mới 4 tuổi mà bố bảo là ra đây bố bế một chút thì con chạy bán sống bán chết lao về phía mẹ. Nói rằng mẹ ơi cứu con không yêu bố. Chúng ta có hạnh phúc thế không? Không, đúng không? Thế hay là lớn lên một chút nữa các con nó học cấp 2, cấp 3, nó có suy nghĩ, có ý thức rồi mà. Nó thấy mẹ cứ lôi kéo, cứ nói xấu bố. Đã có những trường hợp, nó nói lại cho đấy. Con thấy mẹ không được. Bố thì đúng là cũng có khuyết điểm nhưng mà bố cũng đã cố gắng thế này. Bố cũng chịu khó làm ăn. Cái nhà này mà bố không mang tiền về thì làm sao mà trang trải được. Chúng con đi học, đi hành. Bố không phải là người đưa đón hàng ngày. Nhưng mà tiền nong bố lo cho đầy đủ để mà có được tiền nong cho cả nhà này chi tiêu và các con học tập thì bố cũng phải vất vả. Đôi lúc bố cũng phải nghỉ ngơi giao lưu bạn bè, có cốc bia cốc rượu hay thỉnh thoảng có ăn có nhậu một bữa thì cũng được, làm gì mẹ nặng lời, mẹ nói thế nọ nói thế kia, nó bênh bố nó đấy. Cho nên xong bắt đầu là người phụ nữ quay ra, ôi giời ơi đúng là giỏ nhà ai qua nhà đấy, thằng bố nào thằng con vậy là còn bênh nhau. Ôi thế tự nhiên mình lại nói xấu luôn cả con mình luôn. Thế là cuối cùng con nó nhìn mình với một cái bảo là chẳng trách được bố chán, bố tan làm bố không muốn về nhà bởi vì mẹ vô lý lắm, con chán mẹ lắm. Thế có phải là mình đến thấy khổ không, xấu hổ không? Cho nên có rất là nhiều điều chúng ta phải làm để trở thành người phụ nữ đáng yêu, người mẹ gương mẫu, người vợ được chồng kính trọng. Nhưng lưu tâm 4 điều mà tôi vừa kể trên, chị em cố gắng không làm để người chồng luôn luôn yêu thương, kính trọng và không bao giờ rời xa mình. Hy vọng rằng chia sẻ của tôi giúp chị em phần nào có được những cái kiến thức, những kinh nghiệm trong ứng xử hàng ngày đối với người bạn đời để chúng ta xây dựng một cuộc sống gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Vẫn phải thú nhận rằng chị em phụ nữ vẫn là niềm đau đáu ở trong lòng, vẫn là những người mà tôi dành một nửa cuộc đời quan tâm, lo lắng, hỗ trợ và chia sẻ. Dù là công việc giảng dạy hay viết báo hay là công việc làm tư vấn thì vẫn dành sự quan tâm rất nhiều cho phụ nữ. Đừng quên là tôi là chị Tâm Giao của báo Phụ Nữ Thủ Đô. Tôi cũng là chủ nhiệm của các câu lạc bộ như phụ nữ bị bạo lực gia đình, phụ nữ đơn thân, rồi cũng với rất nhiều những nickname, nhiều vai khác nhau trên các trang báo phụ nữ. Khi mà chị em gửi thư hay gửi lời chia sẻ về cho các báo thì tôi là người mà được đọc những nỗi niềm chia sẻ của chị em, rồi tôi lại trả lời, rồi báo sẽ đăng lại hoặc là sẽ gửi thư trực tiếp trả lời cá nhân cho từng chị em. Và suốt gần 30 năm qua thì tôi làm một cái nghề là tư vấn tâm lý tình cảm, và cũng phải thú nhận rằng 80% các cuộc gọi đến tư vấn là từ phía những người phụ nữ. Tất nhiên đàn ông cũng có gọi, nhưng đàn ông người ta cho rằng người ta mạnh mẽ, và nếu có chuyện gì khúc mắc xảy ra thì một là người ta tự giải quyết, hai là không giải quyết được thì đi uống bia, uống rượu cho nó quên đi, rồi đi đá bóng, thậm chí đi massage tẩm quất để xả stress. Thế còn phụ nữ thì đôi khi cứ bận rất là nhiều và có nhiều cái nó ràng buộc, mình cũng cảm thấy bế tắc, cần một người chia sẻ, thì tôi cũng là cái người mà đồng hành lắng nghe cùng với chị em phụ nữ trong gần 30 năm qua. Và hôm nay thì chia sẻ với chị em phụ nữ 5 điều. Nếu chị em phụ nữ mà vẫn cứ còn duy trì, vẫn có được 5 điều này thì lúc về già rất khổ. Đấy là những điều phụ nữ có mà không thay đổi đi thì về già rất khổ. Việc đầu tiên mà tôi nhắc chị em phụ nữ nếu có thì hãy bỏ đi, đó là lúc nào cũng lôi chuyện chồng ra đi khoe để kể khắp nơi. Ngồi đâu quanh quẩn cũng chỉ chồng tao, tự hào cũng vì chồng tao, buôn chuyện cũng về chồng tao, nói xấu cũng là nói xấu chồng. Cái này thì thật ra không phải là tính xấu của một vài người đâu, khá nhiều chị em phụ nữ. Đôi khi mình chẳng có cái gì riêng, nếu không kể khoe chồng thì lại khoe con. Thế nhưng mà cái điều này không tốt một chút nào cả. Chúng ta hãy mở rộng cái tầm nhìn, chúng ta hãy mở rộng cuộc sống của chúng ta. Nhiều người phụ nữ thì cứ tự động viên với nhau rằng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, luôn luôn lôi chồng ra khoe. À, chị này giỏi nhờ bởi vì chị có chồng, chị làm giám đốc. Ôi chị kia tốt số nhỉ vì có chồng giàu. Thế thì chúng ta lại không nghĩ rằng thế chúng ta là ai, chúng ta có giá trị gì. Giá bao giờ khoe công nhận chị này giỏi thật đấy, chị thế mà chồng chị vừa giàu vừa giỏi vừa trẻ vừa xinh mà lại tôn trọng chị, chứng tỏ chị giỏi. Tức là chị có giá trị, để đến nỗi người đàn ông xứng đáng, người đàn ông có giá trị vẫn phải quy phục chị ấy thì mới đáng để tự hào. Chứ cứ lôi chồng ra mà tự hào, khoe nhau là hơn nhau ở tấm chồng. Nếu một ngày nào đó mà cái tấm chồng ấy chẳng may nó sơ sẩy, thôi thì nó ốm, nó đau, nó mất, hoặc là vì lý do nào đó mà phải ly hôn, chia tay, không còn cái người chồng ấy, không lẽ đời của mình chết à? Không lẽ mình không còn cái gì ở trong tay à? Không lẽ mình không có gì để tự hào à? Cho nên hãy chấm dứt cái việc lôi chồng ra để khoe và lấy những thành tích của chồng ra làm tự hào, và lấy cái câu phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng ra để làm niềm an ủi. Bỏ ngay đi, nếu không sau này rất khổ. Cái điều thứ hai phụ nữ cần phải thay đổi nếu như không muốn mình sau này khổ, đó là sự càm ràm, là sự tiêu cực, là sự cằn nhằn, là sự trách cứ, là sự chê bai. Cuộc sống nó muôn màu, nó có cả điểm tốt lẫn điểm xấu. Sao chúng ta không cố gắng học để nhìn thấy những cái điểm tốt, những điểm tích cực ở trong cuộc sống? Nhìn đâu cũng chỉ thấy những cái điểm tối, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực thôi. Ra chợ thì kêu rằng là ở chợ bây giờ toàn hàng dởm, hàng giả, người buôn gian bán lậu thì nhiều, người thật thà thì ít. Đi học thì kêu rằng là thầy giáo bây giờ nó không giống thầy giáo ngày xưa. Ngày xưa các thầy tử tế, bây giờ toàn những thầy vì tiền. Vào bệnh viện thì nhìn đâu, từ bác bảo vệ bệnh viện cho đến bác sĩ trưởng khoa đều cho rằng đám này nó chỉ nhằm, nó moi tiền của bệnh nhân. Trời ơi, một cái người mà đi đến đâu cũng nhìn thấy tiêu cực thì không khác gì một người đeo kính đen ở mắt ấy, kính râm ấy. Thì kể cả có đứng ở giữa trời nắng thì vẫn nhìn thấy xung quanh tối om. Cho nên đừng tìm cách điều chỉnh ở bên ngoài, mà việc đầu tiên là tháo bỏ cái kính đen ở mắt mình ra. Nhìn ở đâu cũng thế, để hạnh phúc, để vui vẻ, để mình thấy dễ chịu. Hãy nhìn vào những điểm tích cực, hãy nhìn vào những điểm tốt để chúng ta làm chỗ dựa tinh thần, để chúng ta cảm thấy cuộc sống nó bình an hơn. Bỏ bớt những cái càm ràm, bỏ bớt những cái cằn nhằn, bỏ bớt những cái chê bai, trách cứ đi. Đành rằng nó có, nhưng mà chúng ta khắc phục được thì khắc phục, chúng ta có thay đổi được thì thay đổi. Còn nếu không thay đổi được thì hãy bỏ mặc nó, chúng ta nhìn sang một hướng khác hơn, đúng không? Ví dụ thế này ạ, hôm nay trời mưa, bạn có thể ngồi đây bạn chửi trời thì trời vẫn cứ mưa. Trời không để ý đến bạn đâu, việc của ông trời là ông mưa. Thế thì sao chúng ta không nghĩ ôi trời mưa hay quá, bây giờ mà pha ấm trà hay có ly cà phê, ngồi trước hiên nhà, nghe tiếng mưa rơi, đọc cuốn sách cũng hay. À, mưa nó có cái hay của cái mưa. Thế rồi đang đi đường mà gặp trời mưa, ôi chúng ta lại trú ở dưới hiên một cái ngôi nhà nào đó, lại gặp một người nào đó, người ta lại cho mình mượn cái ô, người ta lại mở cốp ra, người ta cho mình mượn một cái áo mưa, hoặc là thậm chí làm quen được với một người. Thế rồi sau này hai người đấy trở thành bạn, rồi có lúc chúng ta cảm ơn trời mưa. Giá hôm ấy không có trời mưa, chúng mình không trú mưa dưới một gốc cây hay trước một cái hiên cửa hàng, cửa hiệu nào đó, làm sao chúng ta biết rằng trên đời có hai người mà dành cho nhau như thế, đúng không? Thế thì hãy nhớ, hãy nhìn mọi sự việc ở trên đời theo hướng tích cực, bằng một đôi mắt lạc quan, tránh trường hợp là nhìn vào đâu cũng thấy tiêu cực. Nếu được như thế chúng ta sẽ bớt khổ. Cái điều thứ ba, chị em cố gắng bỏ đi nếu như vẫn có. Nếu duy trì mãi thì cuộc đời sẽ còn khổ mãi mãi về sau. Đó là chìm đắm vào những cái hồi ức của quá khứ. Hãy nhớ, bạn có thể trước đây sinh ra trong gia đình rất giàu có, bố mẹ bạn là từng là đại tư sản, là địa chủ, trước đây đã từng có bao nhiêu mẫu ruộng ở chỗ nọ chỗ kia, nhà đã có từng cửa hàng cửa hiệu thế này thế khác. Rồi các bạn đã có một tuổi thơ hay tuổi thanh xuân cực kỳ đẹp như thế nào, cái điều ấy cũng đều qua rồi. Chúng ta hãy sống với hiện tại đi. Suốt ngày ngồi đấy ước đấy, tiếc quá đấy, trước năm 54 Hà Nội nó vắng, đường phố nó đẹp, cấm ra bờ hồ thấy nó huyền ảo lung linh. Ôi nhớ những năm 80 á, tàu điện nó vẫn còn leng keng, Hà Nội nó lãng mạn làm sao, những tà áo dài phấp phới bay trước gió, đi ra đường Thanh Niên lộng gió. Hồi ấy không có xe máy, không có ô tô, cho nên là không khí nó trong lành, chỉ có từng đôi trai gái chở nhau trên chiếc xe đạp, sao mà nó đẹp, nó lãng mạn. Tiếc cái đấy làm gì? Mỗi một thời đại nó có cái đẹp cái hay của nó ấy. Ngày ấy đạp xe đạp khắp cả phố cả phường, mỏi cả chân, đói bụng chả có tiền mà vào ăn phở, uống cốc trà đá cũng chả có nữa chứ. Thế bây giờ thì ô tô, máy lạnh, ngồi đâu cũng quán cũng hàng, cái gì cũng phải đánh đổi mà. Thời kỳ nghèo thì chả không có xe máy xe đạp thì chả vắng vẻ, đường này chả thanh bình thì làm sao. Bây giờ xã hội nó phát triển, nó tấp nập đến đông vui hơn, mình phải nhìn thấy cái tích cực của nó là ôi bây giờ nhộn nhịp đông vui, mà sướng nhất bây giờ là thích ăn gì thì ăn, muốn ngồi đâu cũng có. 5 phút sau là đã thậm chí là lên trên mạng ngồi gạt cái điện thoại, 5-10 phút sau đã có người mang đồ đến. Đấy, mình thấy sướng không? Cứ chìm đắm về những cái quá khứ mà huy hoàng của thời xưa. Hãy nhớ, Hãy trả quá khứ lại cho quá khứ. Quá khứ có đẹp đến đâu thì nó cũng qua rồi. Chúng ta sống với hiện tại, có chăng thì nghĩ tới tương lai một chút. Thế còn thì chúng ta cũng không phải là cái người mà có thể uống thuốc lú để nó quên hết quá khứ. Nhưng lâu lâu nhâm nhi quá khứ một chút, như là một người quay trở lại quá khứ để viếng thăm thôi, chứ không phải là người sống ở trong ngôi nhà quá khứ. Được như thế thì chúng ta sẽ hạnh phúc vô cùng. Điều cuối cùng, chị em phụ nữ cố gắng phải bỏ đi. Tránh trường hợp nếu còn cứ duy trì cái thói quen này thì chúng ta muôn đời khổ. Đó là luôn luôn muốn kiểm soát người khác. Nhớ rằng chúng ta chỉ có thể kiểm soát được bản thân mình. Chúng ta chỉ có thể control hay là control đấy ạ. Chúng ta chỉ có làm chủ được bản thân của mình. Mà đôi khi cái bản thân mình mà mình muốn thay đổi cũng còn khó đấy. Đôi khi một người nào đó tôi bảo là ôi chị ơi, chị phải mềm mại đi một chút cho chị nói thì nhanh mà chị cứ sồn đấy. Chị bảo nhưng tính em thế rồi em không bỏ được. Rõ ràng là mình thấy không, đến cái tính ấy là của mình muốn biết đó là không hay mà mình muốn bỏ còn khó. Huống chi mình chỉ muốn là gì? Bắt người khác thay đổi. Muốn thay đổi ông chồng, tính ông đã gia trưởng, ông ấy là con út từ trước đến giờ, bố mẹ ông chiều ông ấy. Trước đây mình lấy ông ấy thì thấy ông ấy cũng chăm sự nhờ mình. Bây giờ lớn lên suốt mấy chục năm vừa rồi mình cũng giám sát tất cả. Mình cứ coi ông như một cậu nhỏ, ông chả có cái ý kiến gì với mình, vân vân. Thôi mình bằng lòng mình vui với việc đó, mình đã lựa chọn cái ông này. Ông ấy không có ý chí một chút, nhưng được cái may là mình là người tự quyết được. Thế rồi bây giờ tự nhiên mình thấy mong muốn ông ấy trở thành mạnh mẽ lên, ông phải người quyết đoán, ông phải người tự quyết, rồi bắt ông làm nóc nhà, khổ thân ông ấy ra. Thôi, tùy hoàn cảnh đã sống với nhau phần đấy năm, bây giờ mình chấp nhận, không có kiểm soát, không có giám sát gì. Con cái cũng thế. Mình nuôi con, mình cho con ăn học cho đến cấp 3. Con nó đã đi đại học, nó ở Sài Gòn hay nó ở Hà Nội hay thậm chí nó du học ở nước ngoài. Rồi cứ rằng là soi xem là đi với ai, học thế nào, ăn cái gì, uống cái gì, nhớ mà đi ngủ sớm, nhớ mà giữ gìn sức khỏe. Nói một lần thôi. Còn thật ra này, mỗi con người có tự ý thức được cuộc sống của nó. Chứ nó chẳng nghe mẹ đâu. Nó mà đang mải vui mải chơi, nó đang thức khuya, nó đang xem phim mà mẹ bảo đi ngủ đi, nó cũng chả nghe đâu. Thế sao mình cứ phải giám sát, mình phải lo lắng làm gì quá mức, đúng không ạ? Hãy để các con tự lo cho cuộc sống của nó. Với tinh thần trách nhiệm của người cha, người mẹ, mình chỉ nói một lần thôi. Còn để mình sẵn sàng chuẩn bị ngồi đây. Khi các con vấp ngã trong cuộc đời, các con cảm thấy khó khăn gì, nó quay trở lại, mình sẵn sàng, mình nâng đỡ. Cho nên có người đã nói rằng là các con lớn, các con hãy cứ bay đi, hãy cứ tự quyết cuộc sống của mình. Bố mẹ mãi mãi ngồi đây, coi như một bến bờ để chờ đợi các con. Trong cuộc đời các con có lúc nào đấy con thấy mệt mỏi, có lúc nào thấy con vấp ngã, con cần một sự che chở, cần một sự hỗ trợ, hãy quay trở lại đây, có bố mẹ đây rồi. Thế thôi, còn không giám sát, không kiểm soát, không nhắc nhở, không thậm chí có những người mẹ thỉnh thoảng là con học trên Hà Nội, nó ở nhà trọ. Chỉ sợ rằng không biết là có đưa bạn trai, bạn gái về nó ngủ chung hay không hay là như thế nào. Ôi rồi ôi, bí mật là bắt xe lên Hà Nội xong rồi lừa. Lúc nó không ở nhà thì bắt đầu đi hỏi dò hàng xóm. Thế rồi thậm chí là thấy nhà nó chốt cửa bên trong thì đập cửa rầm, sộc vào để xem có bắt được quả tang cái gì không. Cho nên là cũng không có nặng lòng về cái chuyện là tìm cách kiểm soát người này, giám sát người kia hay là tìm cách thay đổi người này, thay đổi người khác. Bà mẹ chồng của mình cũng thế thôi. Bà ấy có vậy thôi đấy. Tính bạn là bà ấy khó khăn, bà ấy ki bo hay là bà ấy lắm mồm lắm điều ấy. Mình không thay đổi được bà ấy đâu. Mình thay đổi mình đi. Thôi bà ấy lắm điều, bà ấy hay nói. Một là mình cũng hay vui vẻ, cởi mở nói với bà ấy. Hai nữa là mình né, mình tránh khi bà ấy nói nhiều thì con xin phép để lúc khác, bây giờ con lại phải chạy đi đón cháu, bây giờ con lại có việc nọ việc kia để khỏi phải nghe chuyện. Thế có phải không? Chứ còn cứ mẹ sao mẹ nói lắm thế, con nghĩ là mẹ đừng nói nữa, con nhức đầu lắm. À bây giờ thì mẹ lại còn dạy lại tao à, đúng không? Cho nên là thôi, không kiểm soát ai, không bắt ai thay đổi. Và đôi khi hãy làm chủ bản thân mình. Và hãy nhớ rằng ngay cả cái chính bản thân mình thay đổi cũng còn khó, huống chi như tìm cách thay đổi người khác, dù đó là con mình, chồng mình, hay là bố chồng, mẹ chồng hay anh em họ hàng nha. Nếu các bạn mà sống được cách nó bình thản như thế, nghĩ được một cách nó đầy đặn như thế, cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Người ta nói rằng là cái sức nặng hay là cái sự mệt mỏi của cuộc sống 80% là do cái đầu của chúng ta. Nó gọi là suy nghĩ nó thái quá. hay người ta gọi là cả nghĩ quá mà ra. Còn nếu thật sự biết buông, biết bỏ, biết không có cố chấp thì cuộc sống cũng nhẹ nhõm mà. Thế người ta vẫn nói là cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc hay bất hạnh chủ yếu là do cái góc nhìn của mỗi người chúng ta. Hãy bỏ đôi kính râm ra khỏi mắt để chúng ta nhìn cuộc sống một cách tươi sáng hơn, dưới ánh sáng rực rỡ, tự nhiên hơn. Có rất là nhiều điều tôi đã chia sẻ rồi, từ bí quyết yêu thương cho đến giữ lửa hôn nhân, cho đến ứng xử với mẹ chồng, cho đến kể cả những cái bí quyết mà giữ lửa trên giường. Nhưng ngày hôm nay thì xin chia sẻ với chị em 5 cái thứ chị em cố gắng giữ gìn bí mật, đừng chia sẻ với người chồng của mình nếu không muốn rắc rối xảy ra. 1. Đừng bao giờ chia sẻ với chồng của mình rằng mình vẫn còn thỉnh thoảng nhớ đến người yêu cũ, thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến người yêu cũ, thỉnh thoảng vẫn nhắc đến kỷ niệm với người yêu cũ, lâu lâu vẫn gặp người yêu cũ. Người yêu cũ, chồng cũ là một thứ mà không ai muốn chia sẻ. Đặc biệt những ông chồng không bao giờ muốn vợ mình còn có dính líu gì đến cái chuyện mà người yêu cũ hay chồng cũ của cô ấy. Cũng như mình cũng thế thôi. Nếu chung sống với người đàn ông mà ông cứ suốt ngày ông khoe là ngày xưa yêu một cô, xong rồi đã ngủ với cô bao nhiêu lần, xong có 2 lần đưa cô đi nạo phá thai, giá mà bây giờ mà lấy cô thì con mình cũng đã phần nọ phần kia, mình có thích không? Chắc chắn mình không thích, đúng không? Thế sao mình lại cứ chia sẻ với ông ấy cái chuyện cũ của mình làm gì? Chuyện kỷ niệm của người yêu cứ thỉnh thoảng lôi ra mà nhâm nhi. Chuyện về người yêu cũ cũng không chia sẻ với ai. Nó là cái thứ mà chúng ta sống để dạ trên mang theo. Kể cả với những bạn thân nhất mình cũng không nhắc. Bởi vì lúc nào vui mồm vui miệng, ngộ nhỡ cái cô bạn thân nhất ấy chia sẻ với chồng mình, nói chuyện một cách ngẫu nhiên vô tình thôi, không có ác ý rằng là ôi Lan ngày xưa nó yêu anh Hùng, bạn cùng lớp, kinh lắm, 2 người ấy, ngút trời. Thế chắc không biết Lan có bao giờ nó kể cho anh nghe không nhỉ? Tức là tự nhiên tạo ra một thứ không vui. Cho nên việc đầu tiên không bao giờ chia sẻ, phải giữ bí mật cho riêng mình, đó là kỷ niệm hay những nỗi nhớ nhung, hay là cái việc mà mình vẫn còn liên lạc với người yêu cũ hay chồng cũ. Cái việc thứ hai không bao giờ chia sẻ với người chồng, đó là chia sẻ cái cảm xúc tình cảm của mình đối với mẹ chồng. Tôi nói thật rằng là rất là khó để mà một người con dâu yêu mẹ chồng như mẹ mình. Có thể thương, có thể thông cảm, có thể cố gắng tốt với mẹ chồng, cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một cô con dâu với người mẹ chồng. Nhưng đều nói là yêu là thương, như là dứt ruột đẻ ra, như là ruột thịt của mình thì không có được. Điều ấy không có gì là lạ cả. Có máu thì mới có sót. Các cụ nói là khác máu tanh lòng, không phải hoàn toàn là sai. Nó có ý đúng của nó, các cụ cũng đã nghiên cứu nhiều, cũng nghĩ ra rồi. Tôi cứ lấy một cái ví dụ thế này thôi. Trong những hội trường phụ nữ rất là đông, toàn những người đạo đức lắm, những người danh giá lắm, những người công dung ngôn hạnh lắm. Tôi chỉ hỏi một câu thế này ạ. Cùng một lúc các chị nhận được 2 cuộc điện thoại hay 2 cái tin nhắn, nói một bên nói là mẹ đẻ của mình cấp cứu ở trong bệnh viện, một bên là mẹ chồng cấp cứu trên bệnh viện. Và 2 cái bệnh viện này cứ giả sử là nó cũng gần gần nhau chứ nó không có xa gì, mà 2 mẹ thì cũng ở gần ở phía nhà mình. Các chị chạy đến với mẹ nào trước? Các chị hãy bấm số 1 là mẹ đẻ, số 2 là mẹ chồng. Ôi mà kết quả là 75% chị em bấm là gì ạ? Chạy đến với mẹ đẻ. Còn 25% nói chạy đến với mẹ chồng. Và trong 25% ấy chúng tôi cũng có chia sẻ lại là sao chị lại chọn là chạy đến với mẹ chồng. Thì chị nói rằng là bởi vì mẹ chồng em chỉ có mỗi một chồng em là một mình và em là dâu duy nhất. Còn bên mẹ đẻ nhà em thì em cũng thương đấy, nhưng mà bởi vì nhà em đông con cháu lắm, đông anh em lắm, em có không vào thì mẹ em cũng còn anh cả, anh hai, anh ba, cô út, cô tư. Đó, thế nghĩa là trong thâm sâu đa số người ta vẫn dành tình cảm cho người mẹ ruột của mình. Nhưng mà mình đừng bao giờ nói cái điều đấy. Đừng có nói là mẹ anh thì làm sao mà tôi có thể quý được, với lại không có một người nào mong muốn là mình có cái sự phân biệt cả. Nếu có một chút nào phân biệt hãy để ở trong lòng. Còn mình thể hiện ra bên ngoài thì mình phải công bằng. Tặng mẹ đẻ cái khăn, mẹ chồng cũng cái khăn. Rồi cũng không nhất thiết là mẹ anh với mẹ em, cũng có thể cứ nói là bà ngoại bọn trẻ hay là bà nội bọn trẻ đi. Hoặc là nếu mà nói chỉ có 2 vợ chồng nói là mẹ Bởi vì lúc ấy không có bà ngoại, chỉ có mỗi mẹ chồng, thì mình cứ nói là mẹ bảo thế này, mẹ bảo thế kia, tránh trường hợp mình bảo mẹ chồng, mẹ anh bảo vân vân, đúng không? Có nghĩa là mình phân biệt giữa mẹ mình với mẹ người ta nó quá xa. Đây nó là không phải là chia sẻ với nhau cái cách mà nói dối hay là sống giả đâu, mà nó là nghệ thuật. Nghệ thuật thì là ánh trăng lừa dối, đôi lúc ở trên sân khấu cũng phải diễn một chút, đúng không? Chứ không có nghĩa là sống một cách hết sức thật lòng. Bây giờ cứ bô bô mà kể rằng làm sao mà con có thể yêu mẹ như là mẹ của con được. Mẹ dù sao cũng chỉ là mẹ chồng thôi, mẹ không sinh ra con, đồng thời con cũng chẳng chọn mẹ, chẳng qua là vì con yêu nhà con lấy nhà con, cho nên là con buộc lòng con phải coi mẹ là mẹ thôi. Chứ còn thì mẹ chồng và nàng dâu là cái thứ chúng ta không chọn lựa được. Chúng ta chọn chồng, chúng ta chọn vợ, nhưng chúng ta không chọn bố mẹ vợ, không chọn bố mẹ chồng được, đúng không? Chỉ vì cái này mà thế kia, cho nên là vì cây mà dây quấn. Nhưng mà đừng chia sẻ cái điều đó thật lòng với lại người chồng của mình. Điều thứ ba, đừng bao giờ chia sẻ thật thà rằng mình thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại, lục ví, kiểm tra thẻ ATM hoặc là giám sát cái này cái khác của ông ấy. Mặc dù sau khi mình cũng đã kiểm tra, mình giám sát, mình cũng lục lọi, mình không phát hiện thấy cái điều gì khuất tất. Mục đích của lục lọi là để xem có điều gì mà bí ẩn, khuất tất không, đúng không? Làm điều ấy cũng được. Có điều rằng đừng có nói rằng là em lục ví của anh, em thấy ở trong đấy có cái ảnh của con người yêu cũ, thế xong rồi hay là em thấy ở trong ấy có cái hai cái thẻ, thế sao anh chở anh chỉ có thẻ Vietinbank, sao lại có thêm cái thẻ Agribank, hay là cái thẻ này là thẻ gì? Ôi trời ơi, thế tự mình thú là không ai muốn nhà mình mà lại có một người gian vào lục tung lên. Thế xong kể cả là vào xong rồi khoe là hôm qua bác đi vắng, em vào nhà bác em chơi, em có đi lục sục ở trong khắp nhà của bác, nhưng em thấy nhà bác nghèo chả có cái gì thì em không lấy gì cả. Kể cả có thật thà thế chăng nữa cũng không ai người ta dạy gì người ta nói, đúng không? Cho nên là mình tò mò, mình giám sát, mình tìm hiểu, cứ để biết vậy thôi. Không bao giờ chia sẻ thật thà với lại người chồng. Đàn ông người ta không chia sẻ đâu, người ta cũng có cách, người ta giám sát, người ta cũng lục lọi, người ta theo dõi, người ta cũng định vị đấy. Nhưng mà người ta không khoe rằng là anh lắp con chip hay định vị vào xe máy của em, hay là anh hack được mật khẩu Facebook của em đâu nha. Mình đừng có quá cẩn thận, đừng có quá thật thà. Một điều thứ tư ấy, là đừng chia sẻ với người chồng của mình về những mơ tưởng tình dục. Thật ra tôi biết mà, chị em phụ nữ đầu óc cũng rất là lãng mạn, cũng giống như đàn ông thôi. Ta ở bên người này nhưng ta mơ ước là với người kia. Đôi lúc ta ước là anh ấy trẻ như là cái hồi thanh niên. Thậm chí ta ước là người đang nằm bên cạnh mình đang làm việc đó đây không phải là chồng mà là cái cậu người yêu cũ hay là cái anh trưởng phòng mà mình đang có tình cảm. Thì những cái câu hỏi tò mò ấy để lại cho người đàn ông cái đánh giá không tốt về mình. Trước hết là nghĩ rằng mình ham hố về tình dục quá, hai nữa là mình bệnh hoạn quá, rồi vân vân. Đã nói rằng về mặt cái phiêu lưu tình ái ở trong đầu chúng ta, mỗi cái con người được quyền tự do. Tuy nhiên chia sẻ cho cái người chung sống với mình thì không cần thiết. Đôi khi còn phải động viên ấy chứ. Ví dụ anh ấy con có mặc cảm, anh ta có hơi xấu hổ rằng là ơi đợt này anh thấy anh yếu mà anh nó lại chưa đến chợ đã hết tiền, em có buồn không? Thì cũng động viên thôi, chả sao. Cố gắng gì xin sức khỏe em thì thế nào cũng được, miễn là anh vui là được chứ em không quan trọng. Nói thế nhưng mình rất quan trọng, đúng không? Thế nên là cái việc động viên, an ủi để đồng hành nó khác với cái việc là mình tưởng tượng hay là mơ tưởng ở trong đầu, không chia sẻ ra điều đó. Điều cuối cùng, chị em đừng bao giờ chia sẻ với người chồng, người đàn ông của mình về kế hoạch ăn chắc và tinh thần đào thoát. Rất nhiều chị em phụ nữ ngay cả lúc đang chung sống rất là bình yên với người chồng vẫn lo rằng đến một ngày nào đó biết đâu ông ấy bỏ mình, biết đâu mình bỏ ông ấy, biết đâu mình ra đi trắng tay, biết đâu mình thế nọ thế kia. Và đã có những người đã chuẩn bị sẵn cho mình những cái hành trang. Mình cũng có một tài khoản riêng, mình cũng có một số cái tiền tiết kiệm riêng. Ông chồng ông ấy kinh doanh cho nên ông ấy thu nhập cũng khá, mỗi tháng ông quẳng cho mình 5, 3, 4, 60 triệu chẳng hạn. Mình chi tiêu cũng co kéo vừa phải thôi. Mình cũng có những tiền cất đi riêng, lâu lâu mình mở một cái thẻ tài khoản tiết kiệm. một cái quyển sổ tiết kiệm, và những cái thứ đó mình bí mật mình giấu đi, mục đích không phải là để làm gì, mà ngộ nhỡ một ngày nào đó mà ông ấy lại có bồ, ông lại rước cái cô bồ nào về, ông bảo đấy mới là tình yêu đích thực, đấy mà chân ái của đời ông ấy, ông ấy muốn chia tay với mình, thì mình cũng không ra đi tay trắng, mình cũng có được cái nọ cái kia. Đành rằng là ai cũng thế mà, chúng ta khi còn sống cũng đã nghĩ đến chuyện là nếu một mai ta ra đi thì bình thường thôi, không có gì về con người hơn cái con vật khác, là sống hôm nay luôn nghĩ đến ngày mai. Đang mới 50 tuổi đã đi mua đất, 2 lô đất ở trên công viên Vĩnh Hằng xây sẵn để đấy, xong rồi thỉnh thoảng là đánh ô tô lên chỉ là mai kia tao nằm lỗ này, mẹ mày nằm lỗ kia, bình thường mà, đúng không? Thế việc đang trẻ mà nghĩ đến chuyện về già, đang sống mà nghĩ đến chuyện là cái chết. Chúng ta đang sống bình yên trong gia đình mà nghĩ đến một ngày nào đó là chúng ta phải không còn cái nhà đó, không còn cuộc hôn nhân đó, chúng ta phải ra đi chẳng hạn, là chuyện hết sức bình thường, vì đời nó là vô thường, không ai đoán trước được bất cứ điều gì cả. Nhà đang cửa cao nhà rộng, mấy tầng rồi, tòa ngang dãy dọc. Một cơn sóng thần thì cũng mất hết thôi. Một trận động đất thì tất cả chôn vùi cả một thành phố. Vì vậy thì con người ta nếu như có một chút gì đấy cẩn trọng, dự phòng cho tương lai thì cũng ok, cũng được. Nhưng đừng nói thật với chồng. Khi đã nói thật ra rồi thì nó không còn là gì ạ? Nó không còn là bí mật nữa. Mà rồi lại để lại nghi ngờ, à hóa ra trong lúc cô chung sống với tôi, lúc nào cô cũng nghĩ đến một lúc nào đó cô đào tẩu, cô đào thoát, cô thoát khỏi. Thậm chí cô còn vụng trộm, cô còn cất tiền đi để cô chuẩn bị cho một ngày cô ra đi. Như vậy thì sống với một người như thế tôi thấy là không an toàn, không an tâm, không gì nữa. Cứ làm nhưng làm giữ riêng cho mình. Đó là 5 điều mà phụ nữ đừng dại dột chia sẻ với người chồng của mình. Xin nhắc các bạn như thế. Thật thà là điều quan trọng, nhưng đừng quên khôn ngoan quá thì thành xảo quyệt, thật thà quá thì trở nên hư. Khôn ngoan xảo, thật thà hư. Chủ đề tôi chia sẻ ở đây là những dạng đàn ông dễ ngoại tình. Thật ra thế này ạ, cũng cứ phải nói trước rằng là bất cứ người đàn ông nào cũng có thể ngoại tình nếu như có điều kiện. Nếu như trong cái hoàn cảnh cuộc đời nó xô đẩy, không có người đàn ông nào mà đảm bảo 100% là thủy chung một lòng một dạ với, hoặc là cũng không có người đàn ông nào dám chắc chắn vỗ ngực rằng là tôi sẽ không bao giờ bị lung lay bởi một cái đối tượng thứ ba nào đó. Cho nên chúng ta nói là những người đàn ông hay ngoại tình, chứ còn thì không nói là những người đàn ông có ngoại tình hay không. Bởi vì ngoại tình thì nếu có điều kiện thì tôi dám nói là 90, 99, 95 hay là 100% gì đó rồi. Dưới đây là 5 cái đối tượng mà dễ ngoại tình hơn so với những người đàn ông khác. Đối tượng thứ nhất tôi tin rằng mọi người sẽ giật mình. Đó là những người ăn nhờ vợ và những người cảm thấy thua kém vợ. Một cái điều rất là nghịch lý. Người ta sẽ nghĩ rằng một anh đàn ông thua kém vợ này, rồi phải ăn nhờ đậu vợ này, cảm thấy cái gì mình cũng kém vợ, thì phải kính trọng vợ, phải nể vợ, phải đội vợ lên đầu, phải thủy chung chứ ạ. Thế nhưng lại không phải. Thực tế cuộc sống lại chỉ ra rằng tâm lý đàn ông vô cùng phức tạp. Khi anh ta cảm thấy anh ta thua kém vợ nhiều thứ, thì thay vì anh ta sẽ cố gắng làm mọi cách để nâng cái tầm của mình lên, hay là nâng giá trị của mình lên để sánh ngang hoặc là hơn vợ, thì anh không làm điều đó. Anh ấy sẽ đi cặp bồ để thỏa mãn cái lòng tự ái cá nhân. Cô đừng tưởng cô giàu, cô đừng tưởng cô hơn tôi ra đường cũng khối người thích tôi còn cặp được với cả những cô chân dài, kể cả với những em trẻ hơn cô rất là nhiều. Để làm gì? Để anh không cảm thấy nhục. Bây giờ ngồi đấy mà nhâm nhi là mình là cái thằng đàn ông, tiền không làm ra, vợ nó về nó nuôi, ở thì ở nhờ nhà vợ. Thế rồi mình thì cũng chỉ là cái anh cử nhân quèn, trong khi vợ đang làm thạc sĩ, tiến sĩ chẳng hạn. Vợ thì là trưởng phòng, mình thì vẫn là anh nhân viên. Tất cả những cái đó nó làm cho đàn ông cay, đàn ông tự ái. Và tự ái thì để phải gọi là để vuốt ve cái lòng tự ái đàn ông, thì anh ta đi tìm kiếm ở một nơi khác, ngoại tình với một người khác, để tự an ủi lòng mình rằng là ta không kém, đầy người còn trẻ hơn, xinh hơn, tốt hơn, giỏi hơn vợ, còn đang thèm tao đây này. Và thậm chí đã có những anh cố tình lộ ra cho vợ mình biết là mình có bồ cơ ạ, để cho mang tính chất răn đe. Vâng, cô cứ coi thường tôi ở nhà này, tôi là cái gì đâu, trong con mắt cô tôi chỉ là thằng bất tài vô dụng, vô tích sự. Cho nên là tôi thì làm gì có ai quý ai yêu, cô đừng có nghi nọ nghi. Thật ra đang trả thù vợ ngấm ngầm đấy ạ, phủ đầu. Cho nên là hãy nhớ, đối tượng đàn ông dễ ngoại tình thứ nhất chính là đang ăn nhờ đậu vợ, đang cảm thấy thua kém vợ rất là nhiều thứ. Mà mặc dù đây là một nghịch lý, nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật nó là như thế. Đối tượng đàn ông thứ hai là những người đàn ông có ba thế mạnh. Ba thế mạnh sao ạ? Là những người đàn ông rất dễ ngoại tình. Thứ nhất là tiền bạc. Tiền bạc rủng rỉnh rồi, có thế mạnh tiền bạc. Thứ hai là anh ta có địa vị xã hội. Anh ta trưởng phòng, phó giám đốc, rồi giám đốc, rồi tổng, rồi phó tổng, rồi chủ tịch chẳng hạn. Những người vừa có tiền, vừa có chức vụ và cũng có thế mạnh về đặc biệt là bây giờ là đẹp trai ạ. Ba thế mạnh này thì kể cả các anh có tử tế chăng nữa, phụ nữ cũng chưa chắc đã để cho các anh ấy đứng yên. Cho nên là sẽ có những người phụ nữ trẻ, thậm chí tôi chẳng biết là vì động cơ mục đích gì, nhưng mà người ta sẽ tấn công. Tấn công thứ nhất có thể đối tượng này tấn công là vì thấy anh ấy giàu. Đối tượng khác thì tấn công bởi vì thấy anh ấy có địa vị xã hội, biết đâu nhờ vả được điều gì. Đối tượng khác thì thấy đẹp trai thì thích thôi, chứ tiền đây cũng chẳng thiếu mà công việc thì cũng chẳng cần. Cho nên là với những người đàn ông có quá nhiều thế mạnh như thế này thì muốn tử tế cũng không ai cho làm người tử tế. Cho nên cũng rất dễ phạm vào tội ngoại tình, đúng không? Thôi chị em phụ nữ nào mà có chồng vừa giàu có, vừa có địa vị xã hội, lại vừa đẹp trai, đôi khi mình cũng phải đành chấp nhận một phần nào đó. Chứ người đàn ông có tiền, có quyền, có chức, đẹp trai đi ra ngoài, nói có người nghe, đe có người sợ, mà lại thủy chung son sắt một lòng một dạ. Nhìn thấy phụ nữ đẹp, nhìn thấy cô gái trẻ mà lại nhắm mắt làm ngơ thì chỉ về tao chỉ yêu mỗi vợ tao ở nhà thôi thì chắc là hiếm lắm đấy ạ. À có, ở trên phim ảnh hoặc là trong tiểu thuyết. Mà phim ảnh này cũng phải là phim như kiểu phim lãng mạn, phim romantic, hay là theo ngôn tình, chứ còn thì phim ảnh thực tế thì cũng không có nữa. Thế cho nên là đối tượng thứ ba là đàn ông càng lắm thế mạnh thì càng dễ ngoại tình. Đối tượng thứ ba mà cũng rất dễ ngoại tình nếu có điều kiện, đó là một người rất giỏi công nghệ thông tin và hay làm việc thường xuyên ở trên mạng xã hội. Những cậu IT, những kỹ sư tin học, suốt ngày ôm mạng, rất là giỏi, kể cả phá được password, kể cả chui được vào chỗ nọ, luồn được vào chỗ kia, rồi giả danh cái nọ, nhân danh cái kia, nói chung là giỏi. Thì đầu tiên là có thể do rảnh rỗi, vui, rồi cũng muốn là giao lưu kết bạn, làm quen, tán tỉnh để kiểm tra xem khả năng tán gái của mình có ok không. Thế xong từ cái khả năng tán mà ở trên mạng ấy, tán ảo rồi thấy nó thành công thật, rồi thấy phía kia có vẻ là rất là mết, rất là thích mình, thì rồi bắt đầu hẹn gặp ở ngoài. Rồi từ cái đó thì chuyện khác nó sẽ đến tiếp theo. Cho nên cái người, bởi vì nhất là tình ảo hay là làm quen ở trên mạng rất cần có thời gian và kiến thức, kỹ năng về công nghệ. Thế thì cái người làm việc trong lĩnh vực là công nghệ thông tin và làm việc trên mạng xã hội, người ta hội tụ đủ cả hai yếu tố. Cái thời gian làm việc cũng chính là thời gian ngồi trên lướt ở trên mạng. Cho nên là hai cái đó hỗ trợ anh ta tìm kiếm bạn gái, làm quen, rồi bạn tình không mấy khó khăn. Đặc biệt những đối tượng này rất dễ biết cách xóa dấu vết, biết cách là che giấu những cái lỗi lầm của mình. Đặc biệt là nếu mà người yêu hay người vợ là những người mà cũng không sành sỏi về công nghệ thông tin lắm thì rất dễ bị qua mặt. Anh có thể cài đặt cái phần mềm gì và sau khi nói chuyện xong hay là nhắn tin xong nó tự động nó xóa, thậm chí là vân vân, rồi để nhiều tầng mật khẩu, rồi để ẩn cái nọ, để hiện cái kia. Cái đấy thì không nói làm gì rồi. Giật mình thế thôi, nhưng mà không có nghĩa là cứ cái cậu IT nào với lại anh công nghệ thông tin nào cũng ngoại tình. Thôi thì mình vớ được cái ông chồng như thế, có được thế mạnh, công việc ổn định, lúc nào cũng sạch sẽ, suốt ngày làm dân văn phòng. Thôi thì nếu chẳng may có sơ suất, sơ sẩy, bị sứt mẻ một tí thì cũng chấp nhận, đúng không? Biết thế thôi, chứ còn thì khi mình đã yêu rồi thì chắc cũng khó mà bỏ chạy được với cái anh này. Thì đây đối tượng thứ ba là đối tượng giỏi công nghệ thông tin và làm việc thường xuyên ở trên mạng xã hội, cũng là đối tượng mà dễ có bồ. Cái đối tượng đàn ông thứ tư là đối tượng mà tư duy rất là công thức, rằng đối với đàn ông sự nghiệp là quan trọng, tiền bạc là quan trọng, còn thì vợ con chỉ là nghĩa vụ. Còn cái chuyện gái gú bồ bịch nó là giúp cho cuộc sống của anh ấy thăng hoa hơn, vui vẻ hơn. Tức là trong đầu rất là quan niệm là cho rằng không phải là một cái gì đấy to lớn lỗi lầm, cho nên là anh ấy có thể thoải mái cặp bồ và cho rằng là cho nó vui mà, cho nó thăng hoa. Thế cho là mỗi khi mà vợ mà có bắt được hay vợ có tra hỏi về cái chuyện là sao lại đi ngủ với cô này, sao lại kết bạn với cô kia, thì anh ấy chỉ nói rằng là có gì đâu, anh vẫn yêu em, anh vẫn quý em với lại các con là quan trọng nhất, còn kia chỉ là chỗ giải trí mà, tuần anh ngủ với cô có 3 lần để cho nó thăng hoa thôi mà, cho vui vẻ. Đó, tức là anh không thừa nhận đấy là ngoại tình, không thừa nhận rằng là đấy là lỗi làm gì, chỉ là cái chuyện sinh hoạt. Nhưng mà tất nhiên thế này ạ, những đối tượng này mà chị em chỉ cần hỏi lại là thế thì em cũng cần thăng hoa, em cũng không bỏ anh, em cũng coi anh là chồng, bởi vì anh là người mang tiền về cho em nuôi con, em không bỏ anh nhưng mà em cũng muốn thăng hoa với cậu lái xe hoặc là chú Grab tuần đến 1-2 lần cho nó đỡ buồn, thì chắc chắn ông chồng ông sẽ không đồng ý đâu ạ. Cái thăng hoa là chỉ có ở ông ấy thôi, còn người khác không cần thăng hoa. Nên nhiều chị em cứ thấy thế cãi bảo thế chúng em không cần thăng hoa, thế em muốn là ngoài anh ra em còn thăng với người khác, thì cái đấy cấm nha. Cho những người đàn ông mà có cái tư duy rất là khô cứng mà nó cũ kỹ như thế, rằng là vợ con là vợ con, bồ bịch thì chỉ để giải trí vui vẻ, cũng rất dễ ngoại tình. Vì ngay trong sâu thẳm ở trong ấy không cho rằng ngoại tình là một cái gì đấy lỗi lầm, ngoại tình là một thứ gì đó kinh khủng. Đó, từ quan niệm thôi ạ. Cái người đàn ông cuối cùng, tất nhiên cái này thì vừa đáng trách nhưng vừa đáng thương, đó là những người đàn ông có vợ yếu sức khỏe, vợ yếu sinh lý, vợ rất khô cứng, vợ lớn hơn tuổi, vợ gọi là mãn kinh sớm, vợ lại là người có tư duy rất là cổ hủ, bảo thủ, lạc hậu, trì trệ. Ví dụ như mới 45 thôi, sau khi con gái lấy chồng là bắt đầu bà đòi ngủ riêng, bà bảo không quan hệ gì nữa, bây giờ mình lên bà ngoại rồi, vớ va vẫn có đẻ nữa đâu mà cứ quan hệ, chỉ rách việc. Thế rồi thậm chí bà bảo là ông muốn đi với ai thì đi, chứ tôi thì tôi mệt rồi, tôi chịu rồi, tôi không thể đáp ứng được nữa, dạo này tôi khô, dạo này tôi không có hứng. Ông có thể bóc bánh trả tiền nhưng ông đừng có lằng nhằng rồi có con riêng về đây thì tôi sẽ giết. Thế nhưng mà bóc bánh trả tiền hoặc là tìm một chỗ nào đấy mà người ta cho không ấy thì ông cứ thoải mái, tôi không ghen, tôi không giữ. Người vợ như thế mà ông chồng mà không có bồ mới là lạ, đúng không? Thế thì là một lần nữa trong cái trường hợp thứ 5 thì tôi vẫn lại nói rằng là trong cái lỗi lầm của người này có một phần trách nhiệm của người kia, đó là mối quan hệ vợ chồng đấy ạ. Lỗi của người vợ thì cũng là một phần nhu nhược của chồng. Cái ông chồng mà ông ấy cờ bạc lô đề, gái gú liên miên rồi hết lần này đến lần khác thì cũng một phần là do gì ạ? Người vợ nuông chiều, người vợ không thấu hiểu, hay người vợ gì ạ? Người vợ nhu nhược, khi phát hiện đã lần đầu mắc lỗi không có những biện pháp ngăn ngừa đủ mạnh để nó dừng lại, mà chỉ nghe mấy câu phỉnh nịnh rồi mấy cái câu hứa hẹn là lần này lần cuối cùng, rồi lần nào cũng lại là lần cuối cùng. Thì trên này là 5 cái đối tượng đàn ông rất dễ ngoại tình. Chị em biết được để chúng ta có thể phòng ngừa phần nào, khắc phục phần nào, và nếu mà không phòng ngừa được, không khắc phục được thì cũng có một phần phải chấp nhận, bởi vì anh ấy nằm trong top 5 những đối tượng dễ bị ngoại tình. Chứ còn thì đàn ông tôi dám chắc rằng rất là nhiều người, chứ không chỉ có 5 cái đối tượng này đâu ạ. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, theo dõi cái chương trình này, và xin nói rằng là tôi sẽ còn thường xuyên chia sẻ nhiều chủ đề khác nhau liên quan tới tình yêu, hôn nhân và các mối quan hệ gia đình. Hy vọng rằng là được đồng hành lâu hơn nữa, dài hơn nữa với quý vị và các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.